Bão số 3 năm 2024 Yagi đang là một cơn bão rất mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến thời điểm này, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 9 đến 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, 7, sau tăng lên là cấp 8, 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 công điện ứng phó với cơn bão số 3 ngay trong sáng ngày 6 tháng 9. Thường trực Thành ủy Hà Nội ban hành điện về việc chủ động ứng phó với bão Yagi, bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban thành phố Hà Nội cũng ra công điện số 11 CD-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024 chiều ngày 6 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu vực của thành phố Hà Nội có mưa to, gió lớn khiến nhiều cây xanh đổ gãy, khiến cho một người tử vong và nhiều người bị thương. Tại thời điểm 6 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 9, lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố không đáng kể. Cao nhất tại huyện Mỹ Đức là 61,5mm, thấp nhất tại Tây Hồ là 9,5mm. Trên địa bàn thành phố không xuất hiện các điểm úng ngập. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 88 CDTTG ngày 6 tháng 9 năm 2024 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Ngoại giao, Thể thao và Du lịch. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 6 tháng 9 năm 2024, bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ ngày 7 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở Trung Du và miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 86 CDTTG ngày 3 tháng 9 năm 2024 và số 87 CDTTG ngày 5 tháng 9 năm 2024. Tập trung ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự có việc cần thiết. Quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn. Giao các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ ngành địa phương, triển khai thực hiện công điện này. Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được theo dõi, đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh.